Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 7 ADMM7 đã kết thúc tốt đẹp chiều nay tại thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei. Các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN đã cam kết đẩy mạnh hơn nữa hợp tác quốc phòng nội khối, đồng thời thống nhất quan điểm về phương hướng giải quyết một loạt các vấn đề an ninh khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông. Nhóm phóng viên thường trú truyền hình Việt Nam tại ASEAN thông tin từ hội nghị. Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN đã kết thúc bằng việc các bộ trưởng ký kết thông qua tuyên bố chung về cùng nhau bảo vệ người dân và tương lai của chúng ta. Về tình hình hợp tác quốc phòng ASEAN, các bộ trưởng đã nhất trí thúc đẩy giao lưu giữa các quân nhân trong chương trình giao lưu quốc phòng ASEAN, tăng cường tham gia các chương trình chung về hỗ trợ hậu cần, cứu trợ nhân đạo và thảm họa, thiết lập nhóm chuyên gia giúp nhau giải quyết vấn đề bom mìn. Một hoạt động cụ thể là vào tháng 6 tới, quân đội các nước ASEAN sẽ cùng nhau tham gia diễn tập hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa kết hợp quân y diễn ra tại Brunei. Vấn đề Biển Đông là một trong những tâm điểm thảo luận của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN. Các bộ trưởng nhất trí quan điểm các bên cần tiếp tục nỗ lực ngoại giao, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trong đó cần tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cần thực hiện nghiêm chỉnh tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC, và đẩy nhanh đàm phán với Trung Quốc để thiết lập Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông COC. Lập trường của chúng tôi là thống nhất quan điểm giữa Bộ Ngoại giao các nước về việc thúc giục Trung Quốc sớm tham gia đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông. Chúng tôi kêu gọi thực thi đầy đủ và hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên về Biển Đông được ký kết năm 2002, và tôi cho rằng Trung Quốc cũng sẽ thực thi đúng như vậy. Bên cạnh đó, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã đề xuất một số giải pháp hợp tác cụ thể như là tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hải quân, thiết lập đường dây nóng giữa hải quân các nước, tổ chức tuần tra chung trên biển, tổ chức giao lưu giữa lực lượng các nước ASEAN đang đóng quân trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa, và đặc biệt là đề xuất các nước ASEAN ký thỏa thuận không sử dụng vũ lực trước trong tranh chấp chủ quyền trên biển, làm tiền đề để ký kết thỏa thuận tương tự với Trung Quốc. Đó là chúng ta phải nỗ lực cùng nhau thực hiện những cam kết là giữ gìn hòa bình ổn định trên Biển Đông bằng cách là các nước ASEAN mà có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông thì nên nghiên cứu để sớm ký với nhau một cái bản cam kết, đó là không có sử dụng vũ lực trước trong cái việc tranh chấp chủ quyền, trong cái việc xử lý các vụ việc trên Biển Đông để nó tránh căng thẳng, tránh xung đột và giữ cái hòa bình ổn định. Điều đó là hết sức quan trọng. Ngay sau khi họp báo, các bộ trưởng quốc phòng ASEAN đã có cuộc gặp gỡ và đối thoại không chính thức với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn. Điều này một lần nữa đã thể hiện sự nhất trí cao của các bộ trưởng ASEAN trong vấn đề Biển Đông. Dự kiến thì cơ chế gặp gỡ này sẽ trở thành một sự kiện đối thoại chính thức tại hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại kỳ họp lần tới. Hiệu Hưng, phóng viên truyền Việt Nam đưa tin từ Brunei.